Tử vi tuổi Thìn năm 2024. Đánh giá chung. Phân tích tử vi năm 2024 cho thấy, bước vào năm tuổi, đương đầu thái tuế, lại là năm cuối tam tai, báo hiệu một năm nhiều biến động với người tuổi Thìn. Nửa đầu năm 2024 khó khăn chồng chất, nhưng đến nửa cuối năm thì vận khí đảo chiều, có cơ hội để lội ngược dòng nếu thực sự nỗ lực. Tiền bạc khó kiếm, hạn chế mở rộng làm ăn hay đầu tư, nhất là đầu tư mạo hiểm rất dễ trắng tay. Gia đạo nhiều bất ổn, có dấu hiệu tiểu nhân quấy phá, người độc thân vẫn chưa có được hạnh phúc đích thực. Sức khỏe giảm sút trông thấy, có thể mắc bệnh nghiêm trọng tốn kém thuốc thang chạy chữa. Đánh giá từng phương diện. Công việc làm ăn, trung bình, khó mở rộng quy mô, khởi nghiệp hay đầu tư đều có nguy cơ rủi ro cao. Khó khăn và áp lực nhiều, nhưng càng về cuối năm càng thuận lợi hơn, có cơ hội lội ngược dòng thành công. Trong năm có điểm tiểu nhân quấy phá, tuổi Thìn thận trọng khi ký kết giấy tờ, hợp đồng kẻo tiền mất tật mang. Tài lộc, trung bình, tài khí suy giảm, kiếm tiền khó khăn hơn so với năm ngoái, nên tập trung vào nguồn thu chính, tránh tham vọng quá lớn kẻo vội vàng đưa ra quyết định sai lầm. Khởi nghiệp hay mở rộng đầu tư đều gặp bất lợi, khó khăn trong việc xoay vòng vốn, thậm chí còn bị chịu tổn thất. Chi tiêu phải thắt chặt hơn, cần có kế hoạch rõ ràng nếu không dễ rơi vào tình trạng vay mượn. Sức khỏe xấu, cuộc sống áp lực, cảm xúc tiêu cực nhiều khiến cơ thể mệt mỏi, tinh thần sa sút, tuổi Thìn rất dễ đổ bệnh, nghiêm trọng còn phải nằm viện hoặc động chạm dao kéo. Ăn uống giữ mồm kẻo bị ngộ độc hoặc tăng cân mất kiểm soát. Đi đứng cẩn thận, phòng tránh tai nạn bất ngờ. Tình cảm gia đạo xấu, hôn nhân lục đục, phần lớn do áp lực cuộc sống, con cái mà ra. Đào hoa xấu tác động nên tránh xa các mối quan hệ mập mờ kẻo lộng giả thành chân, đánh mất hạnh phúc lúc nào không hay. Năm tuổi không thích hợp chuyện hôn nhân, các cặp đôi đang yêu nên tìm hiểu kỹ, tránh phải hối tiếc. Người độc thân vẫn cô đơn lẻ bóng, khó gặp người ưng ý trong năm. Tháng tốt xấu trong năm 2024. Các tháng tốt 4, 5, 7, 11 âm lịch. Các tháng xấu 1, 2, 9, 10 âm lịch.